Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Thì ngày hôm nay mình có soạn một cái đơn full Golgi bông full vẫy và sắp lên full tay bơi luôn. Mình xin nhắc lại là cái hàng này là hàng gần full tay bơi luôn nha các bạn. Size này còn size tơ nhưng mà tình trạng tay bơi lên rất là phải chi là rất là dữ luôn. Đó, cho nên là anh khách này anh có đặt mua của mình và anh có nhắn nhủ với mình là soạn cho ảnh 6 cặp ok xíu. Thì mình gửi 6 cặp này thì nếu mà ảnh không hài lòng nữa mình cũng không biết gửi cái như thế nào luôn đó các bạn. Đó thì mình xin nhấn mạnh lại nữa là đây là hàng size tơ và còn phát triển nữa nếu như các bạn nuôi đúng cách và cho ăn theo chế độ mà ok một xíu nữa. Thì thường thường bên mình là đối với những cái con mà nó có lên có tiềm năng như thế này thì đều sử dụng Artemia ấp xong mà cho ăn liền luôn chứ không để mà đông đá nữa các bạn. Đó. Và tiếp theo là mình sẽ thúc sai nó bằng cách là cho ăn thêm trùng chỉ. Đó, các bạn, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Hiện tại mình đang quay trong nền đen và điều kiện ánh sáng mặt trời đang chiếu vào thì các bạn nhìn thấy nó óng ánh, nó vàng khè rất là đẹp luôn ha. Còn cái vấn đề mà màu sắc của nó trong những cái môi trường ánh sáng khác nhau thì mình đã có giải thích rất nhiều trong những cái clip mà khi mà mình làm về full gold rồi. Thì các bạn có thể xem để tham khảo thêm ha. Đó, mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Thì tổng cộng đây là 6 cặp và đây là chắc là sẽ là 6 cặp cuối cùng để mình gửi cho anh khách này luôn rồi đó. Thì hiện tại bây giờ là mình chắc cũng đang tạm hết rồi. Bây giờ còn chứ không phải là không còn nữa các bạn. Nhưng mà chắc là mình sẽ để lại một ít để mình dưỡng thêm, mình làm giống nha. Tại vì anh khách này anh có nhắn với mình là trước đó là cũng hơi lâu rồi. Thì hôm nay là ảnh quay lại anh mua cho nên là mình gửi cho ảnh luôn. Chứ thật ra là cái hàng này là mình định là mình sẽ để dưỡng rồi mình làm giống luôn. Thì cái tay bơi của bạn, tay bơi của nó các bạn nhìn thấy không, tay bơi là tay bơi bướm dài luôn ha. Thì có một số con là nó lên sắp full tay luôn rồi, thì tầm khoảng 70-80% luôn đó các bạn thấy không. Đó thì vô đây hình như là hơi cháo quá chắc các bạn không thấy rõ ha, nhưng mà ngoài thực tế là có những con này nó sắp lên full tay luôn rồi các bạn. Rồi thì cái đơn này thì có một anh khách ở Cà Mau và sẵn đây thì mình sẽ quay clip để cho anh xem và cũng như cho các bạn đang xem kênh của mình được tham khảo ha. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ vô mình đóng vô trong túi ni lông rồi mình sẽ ra mình gửi về bến xe Cà Mau cho ảnh. Rồi ok. Rồi thì xong xuôi hết rồi các bạn. Thì mình đã vô túi xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem một lần nữa cận cảnh những con cá full gold sau khi mà nó vô trong túi ni lông rồi thì sẽ nhìn màu nó như thế nào nha. Đó, để cho các bạn hiểu, chứ để nhiều khi á là ship tới cho các bạn rồi các bạn không hiểu, các bạn khi mà mới khui thùng ra đó thì ủa sao con cá nó sao cái màu nó nhạt, nó xấu quá. Đó thì mình xin giải thích cho các bạn là đối với cái dòng full gold á là khi các bạn nuôi ở trong cái nền đen nè, rồi kết hợp thêm cái ánh sáng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp vào, giống như ở đầu clip mình quay cho các bạn xem á, là mình đang sử dụng nền đen và cái độ sáng từ cái nguồn ánh sáng tự nhiên của ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào. Rồi các bạn quay thì hiện tại thiết bị mình đang quay đó là điện thoại iPhone 12 đó, thì các bạn quay đi các bạn sẽ thấy sự khác biệt, các bạn làm y chang như mình á. Nếu như mà các bạn không ra được cái clip như vậy á là mình xin đền cho các bạn những cặp cá khác luôn đó. Thì mình xin khẳng định như vậy, thì đó là cái màu sắc của full gold nó rất là phi diệu ở chỗ đó đó. Còn khi mà mình đã vô trong túi ni lông rồi á thì các bạn nhìn cái màu rất là nhợt nhạt, rất là bình thường, nó không có gì hết. Nó giống như là con cá khi màu vàng đi, là khi mà các bạn bỏ vào màu trắng thì các bạn sẽ thấy hai cái màu nó cũng như là nó không có đối lập nhau thì nó sẽ bị chìm luôn. Còn khi mà màu vàng á thì nó kết hợp với màu đen thì tất nhiên nó sẽ nổi. Nó thường thường là các bạn thấy những cái phông chữ mà ví dụ như là chữ đen hoặc viền vàng thì nó sẽ nổi, hoặc chữ vàng viền đen thì nó sẽ nổi lên. Còn nếu như mà chữ vàng viền trắng thì nó sẽ bị lu mờ luôn. Còn tệ hơn nữa là chữ trắng viền vàng thì nói chung là nhìn cái chữ rất là khó đọc đó. Thì nguyên tắc cái màu vàng của con full gold nó cũng y chang như vậy. Thì mình xin giải thích rất là nhiều trong những cái clip trước khi mà mình làm về full gold để cho các bạn hiểu, chứ không phải là mình cứ quay nó vàng rực lên như vậy rồi rồi cứ lừa cho những bạn nào mà mới biết chơi, không biết chơi thấy là ham rồi mua đó. Nếu mà thật sự mà mình ý đồ của mình như vậy thì trong những cái clip mà ship full gold á mình không có giải thích cái vấn đề mà màu sắc ví dụ như hiện tại mình đang giải thích cho các bạn đâu đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Này, con cá sau khi mà đóng vô trong túi ni lông rồi ha. Đó, mình sẽ quay chủ yếu quay để cho các bạn xem rõ là con cá nó có full vảy hay không.
đó, tại vì sau khi mà đóng vô trong túi rồi á thì nhìn nó rất là khó nhìn đó, nhưng mà các bạn nhìn kỹ một xíu thì sẽ thấy nó là full vảy nha. Đó thì toàn bộ là cá của mình quay như thế nào thì sẽ gửi cho khách như thế đó, cho nên là các bạn cứ yên tâm đó, các bạn thấy chưa, đó toàn bộ là full vảy. Mình sẽ quay cận cảnh hết cho các bạn xem. Ở đây là 6 con mái đó, mình sẽ quay từng con thôi, để là mình sẽ đưa điện thoại xuống mình quay đi cho nó dễ. 1 2 3 4 5 6 6 con mái ha. Rồi mình sẽ quay từ bên đây qua cho các bạn xem. Đó, quay gì các bạn dễ nhìn hơn nè. Đó, mái phun vẫy ha. Rồi, tiếp theo phun vẫy chấm tay bơi. Những cái con này là nói chung là cái hàng này là hàng sắp phun tay bơi luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy tay bơi của nó dài thước tha luôn không? Đó, rồi ok, tới con bên đây. Che lại. Đó, che lại cho các bạn nhìn thấy ha, tại vì nó bị cái bóng á. Đây, cái con này nó nằm chỗ này thì khó quay quá. Đây rồi, đây rồi. Đó, phun vẫy ha. Rồi, toàn bộ đều là cá phun vảy hết. Đó, còn đây là những con trống nè. Đây là mình sẽ gửi trống gen, hai trống gen nè. Ở đây là hai trống gen đó nè. Ở đây là hai trống gen đó nè, tổng cộng là 6 trống gen và 6 máy ri bông. Đó thì vì sao mà mình gửi trống gen kèm với máy ri bông thì mình có giải thích trong cái clip là máy gì? Phun gen ri bông không để đâu đừng mua, thì thật ra cái tiêu đề đó mình đặt để cho các bạn tò mò các bạn xem. Nhưng thật ra nó phải đẻ, nó đẻ mới có những cái con này, mới có những con ri bông để giao cho các bạn thôi. Chứ nếu mà không có làm sao mà có cá để giao các bạn được. Nó vẫn đẻ bình thường nha các bạn. Thì các bạn muốn rõ hơn thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trong clip đó nha. Rồi ok rồi. Bây giờ xong xuôi hết rồi, mình sẽ đi soạn cho anh khách này một vài con ốc táo đây. Đó, rồi. Rồi, xong các bạn ơi. Đây là hai cái bịch ốc táo nè, tầm khoảng nằm khoảng 9 con các bạn. Tại vì mình kiếm ốc nhỏ cho anh mà, nhưng mà hiện tại bây giờ ốc nhỏ nhỏ mình giờ mình hết rồi. Mình thấy nó nhỏ thì nó nhỏ quá. Thì có những con này nó bự quá các bạn, cho nên là mình đóng bịch ít ít thôi để hên xui, để dù khi ra cái ngoài nó còn sống ha, chứ để nó chết que rồi rồi xong uổng lắm các bạn. Đó rồi thì ở đây là ở đây còn dư một xíu nè. Nên thôi mình đóng thì ảnh hang trống để trừ heo luôn. Thì nói chung là đóng mà vừa thích cái thùng luôn các bạn ơi, chứ để nó còn khoảng trống như đây mất công dán keo, mất công nói chung là trống trống cái thùng nhìn khó chịu mà. Mình cho nên là khách nhiệt tình với mình là mình cũng chơi tới với khách luôn. Đó, anh khách nó nhiệt tình cho nên là cái thùng nó còn dư khoảng trống vậy nè. Rồi mình giúp cho anh ảnh thêm hang trống luôn để trừ heo. Đó rồi ok, xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ lót cái cách nhiệt trong cái thùng này, xong rồi mình sẽ đem ra ngoài nhà xe mình sẽ gửi đi cho ảnh, để tranh thủ đi gửi đi cho sớm các bạn ơi, chứ để mấy con ốc này nó yếu lắm. Nó cá thì nó nhiều khi không thành vấn đề. Có mấy con ốc là có mấy lần mình gửi mình tặng cho khách á, thì khi mà khách nhận là đa số là nó bị yếu và lại nó chết sao vậy. Nhiều khi trong một cái bọc này thì nó có một hoặc hai con nó chết, thì những con còn lại nó cũng bị chết luôn hay sao, tại do cái nước nó dơ quá đó. Đó, rồi ok thôi, thì bây giờ không còn gì chia sẻ với các bạn nữa, thì giờ mình sẽ đóng trong thùng xốp này rồi mình sẽ đi ra mình gửi liền cho ảnh ha. Rồi bye bye.